胡志明。Hỏi nhiều về cuộc sống rồi biết là có người yêu rồi. Như vậy thì vẫn còn một cô nữa. Tham gia vào chương trình này thì một trong những hai em ấy cảm thấy như thế nào? Tôi sống ở Hà Nội 4 năm rồi và rất yêu quý thành phố này. Giờ về tôi rất vui lòng được tham gia vào cuộc thi về Hà Nội Vì Hòa Bình. Tôi rất hồi hộp và hy vọng là đội mình sẽ chiến thắng. Cảm ơn Victoria. Và một bài ca dao trữ tình đầm thắm. Bạn hãy đọc bài ca dao ấy và bình ngắn gọn về vẻ đẹp của lời ca đó. Tôi biết là làng Bá Trăng rất nổi tiếng về làm gạch, về làm các đồ men sứ, và làng Bá Trăng thuộc huyện Gia Lâm. Làng Bá Trăng không chỉ nổi tiếng đối với người Hà Nội và trong cả nước, và rất nhiều người nước ngoài cũng biết đến. Tuy rằng bạn không đọc được bài ca dao của nói về làng gốm Bát Tràng, nhưng bạn cũng đã nói được một đôi chút về những nét đặc trưng nhất của làng gốm Bát Tràng. Và với sự phát âm, với những điều bạn diễn cảm, chúng tôi cũng có thể cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho làng gốm Bát Tràng và dành cho chúng tôi trong cuộc thi ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn bạn Victoria đến từ Viện Đại học Mở. Chúng tôi rất tiếc là bạn Victoria đã không đạt được, hoặc là các bạn trong Viện Đại học Mở đã không giúp bạn Victoria đạt được. Bởi vì đây là câu hỏi về một trong bài ca dao vào loại quen thuộc nhất của dân tộc Việt Nam. Cái bài ca dao nó bắt đầu bằng: trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng, ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Thực ra mà nói thì văn học dân gian Việt Nam rất là phong phú, và đối với người nước ngoài thì càng khó một chút. Nhưng mà tôi vẫn còn nhớ một câu thơ là thế này: hôm qua đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Tức là có một người nào đấy đi một nơi xa nào đấy, sau đó về quê và biến mất một cái gì đó trong bản chất của mình. Chắc là như các bạn đều biết là ta nên giữ gìn và bảo vệ những bản sắc dân tộc và văn hóa của mình. Thưa ông ăn, hãy cho phải đọc các bạn.